nhau khoảng được không xa vào cái sáng chủ nhật hàng tuần, cầm cái băng rôn biểu ngữ đi lên trên xã đó, xã để đòi trả biển, trả nước sạch này kia, rồi những cái ví dụ như là học rồi chờ thì bố cùng với mấy người ở trong xóm em á, rồi cùng với các cha nữa tìm hiểu, rồi là sau đó là mình rồi là mình giải thích cho phụ huynh những cái em có học sinh ở đó biết á, là cái quyền lợi của mình như thế này, để đi học là không phải đóng nhiều như thế này như nhà trường kê ra như vậy đó. Thì phụ huynh sau khi hiểu được rồi thì nhiều người đồng tình với nhau, là họ cùng nhau họ lên phản đối nhà trường làm thu này kia, thì sau đó thì cũng thành công đó. Rồi là ở chờ cũng thế, chờ thì cũng thay vì là ở trường học thì mình giải thích cho các phụ huynh, thì ở chợ thì mình giải thích cho các tiểu thương mà họ bán buôn bán ở chợ, thì nhiều người cảm thấy có lời cho họ và cũng có lý đó, thì họ cũng đồng tình với mình và sau đó họ lên xã họ phản đối, rồi họ cũng giành lại được, đòi hỏi lại cái quyền lời của mình. Chợ đó là hầu như là ở xóm nhà em, chợ ở Vịnh Hòa là nhiều, người Vịnh Hòa là đi cái chợ đó là nhiều, họ bán bánh rồi bán quần áo, đại khái là trong chợ có những cái gì là họ đều buôn bán cái đó. Đó là những người mà nông dân họ buôn bán kiếm sống ở trên chợ thôi. Cái hình ảnh mà bố em bị đánh đó, là cái hồi đó là đi đón từ ngày lên tâm trần lên nhật, trần lên nhật trở về đó, là cái bố bị đánh rất là nặng, bố bị đánh rất là nặng. Bố cùng với một số anh em Nghệ An đi vào Lâm Đồng để đón quân nhân dân tâm tỉnh Nhật hạn mà từ mới trở về, thì bố bị đánh. Còn cái quá trình đánh như thế nào thì anh không biết, thì lúc đó anh không đi với bố. Nhưng mà khi mà bố trở về nhà thì anh thấy bố bị rất là nặng, cơ thể rất là đau, và cái thời gian đó là bố không có tự sinh hoạt rồi tự làm việc cá nhân của mình trong vòng 2 tháng. Cái đó là phải nhờ người nhà. Bố bị đánh rất là nặng. Còn sau khi bố bị bắt ngày 24 tháng 7 2017, thì lúc đó thì em đang ở Sài Gòn ở bên Gò Vấp đó, thì cũng như mọi người khác thôi, chứ lúc đó thì trước đó thì em không có nhận thức được cái việc bố em làm là như thế nào, bởi vì cái lúc đó em không quan tâm, em chỉ thấy là cái cuộc sống hàng ngày của bố thì bố yêu vợ thương con, rồi là với anh em hàng xóm thì bố đấu tranh đòi hỏi những cái quyền lợi của mọi người. Nhưng mà em thấy tự nhiên bố bị bắt thì mình cảm thấy mình bị oán, đầu tiên là mình cảm thấy mình bị oán, đó là mình tự nhiên mình mất bố, có mình mất ông, mẹ mình mất chồng, mình thấy mình bị oán oán ức, thì mình cũng lên tiếng rồi mình kêu gọi, thì mình thấy là trước mắt thì mình không thấy bố mình làm sai cái gì hết mà bị bắt, mà mình thấy là một cái điều vô lý mà mình muốn kêu oan như vậy. Thì em trước mắt thì em cũng kêu oan trên mạng xã hội, rồi em bị theo dõi và bị đem vào đồn công an, và trong đồn công an thì nó hỏi thì em không trả lời, và sau đó là nó ép buộc em, nó tra tấn tinh thần của em, nó dùng dao dùng kéo bắt mình khai những cái lời mà bất lời cho bố, không có cầm lấy nó dí mình, nhưng mà nó cầm để cho mình nhìn mình sợ, tra cũng tấn tinh thần của mình đó. Thì sau đó thì có một cái ông vào viết một cái bản, ông tự viết một cái bản tường trình, xong rồi bắt em ký vào, em không ký thì ông đè em ra để bắt em làm vân tay đó. Sau hơn một năm gia đình không có được thăm gặp bố, thì cái ngày đầu tiên mà được gặp bố đó, thì cũng có hỏi về cái tình trạng bên trong của bố như thế nào, thì bố nói là riêng cái việc đánh đập thì nó không có đánh đập bố, nhưng mà nó tra tấn cái tinh thần của bố, nó tra tấn tinh thần của bố bằng nhiều thức. Đầu tiên thì nó bắt đầu nó làm cho bố cảm thấy bị cô độc ở bên trong, ý là nó nói một cái cách gì đó để bố biết là để bố nghĩ là mọi người bên ngoài không ai quan tâm bố hết, nó nghĩ như thế. Nhưng mà bố nói là bố luôn luôn suy ngược lại những cái lời cộng sản nói, ví dụ cộng sản nó mà nói như thế thì bố chắc chắn là bố biết là anh em bên ngoài đang rất là năng nổ đấu tranh cho bố và cho mọi người. Thì đầu tiên là bố cũng thế, nhưng rồi sau đó thì bố nói là tinh thần, em thấy tinh thần của bố rất là tốt, bố rất là kiên vực, bố nhắn là bên ngoài thì anh em cứ đấu tranh mạnh mẽ, còn trong tù bố sẽ đấu tranh theo cách riêng của bố. Trong cái phòng của bố thì có gắn camera và ở chung với hai người nữa, thì hàng ngày thì gọi là bố luôn làm cho thủ tục để gọi là tuyên xưng cái niềm tin tôn giáo của mình bằng cách cầu nguyện, đọc kinh cầu nguyện như vậy. Một ngày thì bố thường dành ra 5-6 tiếng để đọc kinh cầu nguyện.